Sáng ngày 21 tháng 6, đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện do đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại xã Kim Phượng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng, đến nay xã đạt 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao với 55 trên 75 chỉ tiêu, còn lại 7 chỉ tiêu chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, văn hóa, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế và môi trường. Hồ sơ minh chứng đạt 36 trên 55 chỉ tiêu đã hoàn thành. Các chỉ tiêu khác hoàn thiện hồ sơ từ 50 đến 70%. Hiện nay, xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản về đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, sửa chữa đập chứa nước. Trong đó, quan tâm vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các công trình. Tại hội nghị làm việc với xã, các phòng ban chuyên môn của huyện đã trao đổi, làm rõ nội dung tiêu chí chưa đạt, chưa hoàn thành để có hướng giải quyết nhanh trong thời gian tới. Ngoài ra, xã Kim Phượng cũng có những đề nghị như đề nghị huyện hỗ trợ thiết bị thu gom, phân loại rác thải, lắp đặt thêm trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, hỗ trợ hồ sơ đưa sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử.